Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 10 phút cập nhật. Bản tin chuyên biệt về công nghệ thông tin do Đài truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Mobifone thực hiện. Bản tin hôm nay ngày 12 tháng 8 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. 4 thành phố lớn đã sẵn sàng cho ngày cắt sóng truyền hình tương tự mặt đất vào 24 giờ ngày 15 tháng 8 tới đây. Chỉ có gần 30% thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến trong đợt 1 năm 2016. Thưa quý vị, chính thức ngừng phát sóng tất cả các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại địa bàn 4 thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ từ 24 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2016 là quyết định vừa được Ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình Việt Nam thông qua tại phiên họp lần thứ 11 diễn ra vào chiều nay. Chủ trì phiên họp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn lưu ý phải đảm bảo không một người dân nào bị ảnh hưởng bởi việc ngừng phát sóng. Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình, vùng phủ sóng truyền hình số DVB-T2 hiện nay đã đảm bảo lớn hơn hoặc bằng vùng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 4 thành phố trực thuộc Trung ương. Tại phần lớn các địa bàn đã được phủ sóng truyền hình số mặt đất, số lượng kênh truyền hình có thể thu được từ 26 kênh đến 70 kênh chương trình, trong đó có 5 đến 7 kênh chương trình HD. Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất tới các hộ nghèo, cận nghèo theo quy định. Số lượng hộ nghèo, cận nghèo phát sinh theo chuẩn mới tại 4 thành phố nêu trên khoảng 38.000 hộ đang được Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích khẩn trương hỗ trợ, đảm bảo đến thời điểm ngừng phát sóng analog, hầu hết các hộ gia đình sẽ được lắp đặt xong. Kết luận phiên họp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình Việt Nam Trương Minh Tuấn yêu cầu việc ngừng phát sóng analog phải đảm bảo đúng thời gian đã đề ra, phục vụ tối đa lợi ích của người dân, không để hộ dân nào bị ảnh hưởng bởi việc ngắt sóng. Các cơ quan chuyên môn của Bộ gồm Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử phải phối hợp với các đài phát thanh truyền hình đẩy mạnh tuyên truyền về số hóa, đặc biệt tuyên truyền trên các kênh truyền hình của 4 thành phố, các đài phát thanh của huyện, xã, phường, trung ương để người dân biết và chủ động chuyển đổi. Đối với các công ty truyền dẫn phát sóng, Bộ trưởng yêu cầu phối hợp với 4 thành phố rà soát đảm bảo chất lượng phủ sóng tại các thành phố này. Theo kế hoạch vừa được Ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình Việt Nam thông qua, ngày 16 tháng 8 sẽ chính thức ngừng phát sóng toàn bộ các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại địa bàn 4 thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Cho đến thời điểm này thì hầu hết các hộ gia đình đã nắm rõ thông tin về ngày cắt sóng truyền hình analog và chủ động mua sắm đầu thu DVB-T2 để sẵn sàng chuyển đổi sang công nghệ truyền hình mới. Doanh nghiệp kinh doanh đầu thu DVB-T2 cũng đã sẵn sàng nguồn hàng đáp ứng nhu cầu của người dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin 10 phút cập nhật. Được biết, vào 0 giờ ngày 16 tháng 8 tới đây, tất cả các kênh truyền hình tương tự tại 4 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ sẽ chính thức ngừng phát sóng. Gia đình ông Bùi Xuân Trung ở Hà Nội đã chủ động mua đầu thu DVB-T2 để xem truyền hình số mặt đất. Vẫn dùng TV thế hệ cũ, tuy nhiên nhờ việc sử dụng đầu thu DVB-T2 của công ty thế hệ mới, gia đình ông Trung vẫn có thể xem được hàng chục kênh truyền hình đa dạng, phong phú, phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, cũng như các chương trình giải trí của từng thành viên trong gia đình. Xem cái đầu thu này thấy cái hình ảnh rất nét, âm thanh rất hay, mà không bị ồn, không bị muỗi, không bị bóng. Còn đối với doanh nghiệp kinh doanh đầu thu DVB-T2 như công ty thế hệ mới, thì thời gian vừa qua đã gấp rút hoàn thành việc lắp ráp, đóng gói các mẫu đầu thu do doanh nghiệp này sản xuất để cung ứng ra thị trường. Đại diện công ty thế hệ mới đánh giá, đây là lần cắt sóng analog trên quy mô lớn, ảnh hưởng trên diện rộng nên nhu cầu của thị trường về đầu thu DVB-T2 sẽ có mức tiêu thụ lớn hơn rất nhiều so với hai lần tắt sóng trước đây. Tức là chuẩn bị sẵn hàng với cái số lượng gấp khoảng 5 đến 6 lần so với cái thời điểm 15 tháng 6. Trong 2 tuần trở lại đây thì cái lượng tiêu thụ đầu thu số tại các tỉnh thì có tăng lên gấp khoảng 2 lần so với cái thời điểm trước đây. Cái khu vực Tây Nam Bộ thì có cái lượng tăng trưởng là tốt nhất. Và sau đó thì là Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam.
Cũng theo doanh nghiệp kinh doanh đầu thu DVB-T2, thì tâm lý của người dân là thường chờ đến ngày tắt sóng chính thức thì mới đổ xô đi mua đầu thu. Điều này có thể gây ra tình trạng sốt hàng ảo. Vì thế, người dân nên trang bị đầu thu trước ngày tắt sóng để đảm bảo có được giá cả hợp lý, cũng như đảm bảo việc thu xem truyền hình của gia đình không bị gián đoạn. Chắc chắn sẽ có những cái sự biến động tăng giá của sản phẩm. Thời điểm hiện nay, các cái nhà cung cấp vật tư linh kiện điện tử thì cũng đã nắm bắt được cái sức nóng của cái thị trường đầu thu số DVB-T2, nên họ cũng đã có một số các cái động thái để nhằm tăng giá các cái linh kiện vật tư đầu vào. Hiện tại trên thị trường đầu thu đã có hàng chục mẫu đầu thu DVB-T2 được công bố hợp quy với nguồn hàng phong phú, đảm bảo đủ cung ứng cho nhu cầu của người dân. Người dân nên đến các đại lý có uy tín để mua đầu thu chính hãng, không nên vì ham giá rẻ mà mua phải đầu lậu không có nguồn gốc xuất xứ, có chất lượng thấp, lại không được hỗ trợ sau bán hàng. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay 12 tháng 8 là thời hạn kết thúc việc đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 năm 2016. Tính đến ngày hôm qua 11 tháng 8, cả nước đã có hơn 350.000 lượt thí sinh đăng ký xét tuyển thành công vào các trường đại học trên toàn quốc. So với năm 2015, việc mở rộng các hình thức nộp hồ sơ xét tuyển, nhất là hình thức nộp trực tuyến qua website của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được kỳ vọng là giải pháp tạo thuận lợi hơn cho thí sinh. Tuy nhiên, thì theo thống kê từ một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội, thì chỉ có gần 30% thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến. Chưa quen với hình thức xét tuyển trực tuyến, sợ sai sót trong việc ghi dữ liệu mã ngành, mã trường, nhiều em học sinh đã trực tiếp mang hồ sơ tới nộp tại trường. Đăng ký ở trên mạng thì nó cứ bị thiếu sót, cứ phải ra kiểu hỏi, cũng phải đến trường để đăng ký lần thứ hai ạ. Nộp lệ phí đăng ký nó dễ dàng hơn là phải chuyển khoản các thứ. Bởi vì em còn trẻ nên những cái đấy nó cũng khó khăn. 2016 là năm đầu tiên thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến. Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị kỹ điều kiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đơn giản hóa phần mềm bảo đảm hệ thống hoạt động suôn sẻ, không xảy ra trục trặc. Tuy nhiên, theo thống kê của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, tính đến ngày 11 tháng 8, chỉ có gần 30% thí sinh lựa chọn phương thức này. Thực ra đối với học viện thông tin tôi là dù các em chưa đăng ký trực tuyến, chưa nộp lệ phí qua đường, thì học viện vẫn đưa vào danh sách xét tuyển để cho đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các em. Còn có thể là các em nộp học phí sau cũng được, nhưng cái đấy là vấn đề. Thì chính những như thế thành ra là các em đối học viện là cái tỷ lệ khoảng 35%, 40% là các em đăng ký trực tuyến. Thì tôi nghĩ đây là cái giải pháp của Bộ Giáo dục đưa ra là rất rất tốt cho các em, tạo điều kiện cho các em ở sâu và xa, sâu và xa, không có điều kiện để học viện thì đều có thể đăng ký mà đỡ vất vả. Theo kế hoạch, tối ngày 12 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở dữ liệu để các trường hoàn tất sớm nhất việc xét tuyển, sau đó có thể công bố kết quả vào ngày 13 tháng 8. Trong cơ sở dữ liệu các trường sẽ tải về, Bộ sẽ cung cấp cho các trường thông tin đầy đủ của thí sinh đã đăng ký vào trường hoặc ngành của đợt xét tuyển. Các thí sinh đã đăng ký xét tuyển trực tuyến cần lưu ý kiểm tra kết quả việc đăng ký bằng tài khoản của cá nhân trên mạng web http://thising.thi.thpt.quốc gia.edu.vn. Tiếp theo chương trình là một số tin tức đáng chú ý khác. Vinaphone vừa gửi tin nhắn đến khách hàng thông báo từ 16 giờ ngày hôm nay 12 tháng 8 đến 4 giờ sáng mai 13 tháng 8, nhà mạng này sẽ nâng cấp hệ thống nhằm tăng cường năng lực phục vụ, đáp ứng các kế hoạch phát triển dài hạn cho mạng di động nên có thể xảy ra gián đoạn liên lạc. Cụ thể, trong quá trình triển khai nâng cấp, các dịch vụ data, call waiting, dịch vụ chuyển cuộc gọi đến có thể bị gián đoạn. Khi gặp hiện tượng này, khách hàng chỉ cần khởi động lại máy điện thoại để khôi phục dịch vụ. Trước sự nở rộ của phong trào chơi game Pokemon, nhiều dịch vụ xe ôm, taxi công nghệ như Grab, Uber tại Việt Nam đã ra mắt dịch vụ khuyến mại thu hút người dùng. Theo đó, game thủ chọn dùng dịch vụ này để bắt Pokemon sẽ được tài xế linh động các tuyến đường mà không bó buộc vào lịch trình ngắn nhất. Ngoài ra, trong các hội chơi trên Facebook, nhiều thành viên chào mời dịch vụ đưa đón đi bắt Pokemon với giá 50.000 đồng mỗi giờ, có hỗ trợ cục phát Wi-Fi, sạc dự phòng và cam kết di chuyển chậm giống như người chơi đang đi bộ. Các tài xế xe ôm này thuộc lòng các khu vực có nhiều Pokestop và gym để phục vụ người chơi. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 10 phút cập nhật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và mong được tiếp tục chào đón quý vị ở những bản tin công nghệ tiếp theo.